Những ngày này, người dân và khách du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi qua Hồ Xuân Hương, một trong những hồ nước tự nhiên đẹp nhất của Việt Nam và là biểu tượng của người Đà Lạt, đều ấn tượng với mô hình rừng hoa ánh sáng rực rỡ sắc màu. Bên cạnh là phần tường rào, hoarding cũng rực rỡ sắc hoa theo đúng đặc trưng của thành phố 130 năm tuổi. Hoa là đặc trưng ở Đà Lạt, nhưng mô hình rừng hoa rực rỡ, khổng lồ thế này rất độc lạ, lần đầu xuất hiện tại đây. Hai hôm nay, ông cháu tôi đi thể dục qua đây, cháu gái ngày ngày nào cũng muốn dừng lại để được chơi đùa, chụp ảnh với những bông hoa to khổng lồ này. Ông Đặng Thành Tam, 55 tuổi, trú tại đường Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, chia sẻ. Lên Đà Lạt du lịch, bạn Trần Thanh Nga, 24 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng phấn khởi khi vừa có bộ ảnh check-in bên rừng hoa ánh sáng. Thanh Nga cũng háo hức đợi đến tối để được chụp ảnh với những bông hoa lung linh, huyền ảo bởi ánh đèn được bố trí, sắp xếp đầy nghệ thuật. Vui vẻ vì có bộ ảnh cưới đặc biệt ngoài mong đợi, cặp đôi Mai Hoa Hoàng Hải, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng, vừa chụp xong những tấm ảnh mới tại đây, vừa suýt xoa. Cái lạnh của buổi tối Đà Lạt luôn thú vị, nhưng kết hợp cùng tiếng nhạc lãng mạn du dương được phát ra đằng sau những bông hoa khổng lồ này thì lần đầu tiên mình được thấy và trải nghiệm. Hai vợ chồng mình nảy ra ý định sẽ chụp thêm mấy bức ảnh tại đây để cho vào album ảnh cưới, Hoàng Hải chia sẻ. Được biết, từ 17 giờ chiều mỗi ngày, ban tổ chức đứng sau rừng hoa ánh sáng này sẽ phát nhạc để tăng thêm cảm xúc, trải nghiệm cho cư dân thành phố cũng như du khách vì yêu mà đến với Đà Lạt. Nhiều khách du lịch từ nước ngoài tới đây cũng thích thú tạo trend, đem về cho mình những bức ảnh đẹp, background có 102. Đà Lạt tháng 12 mới bước vào lễ hội Festival Hoa, nhưng tôi nghĩ công trình này càng thu hút du khách đến với Đà Lạt sớm hơn, nhiều hơn. Một buổi tối, bước qua cánh cổng ở mô hình rừng hoa, để bản thân đắm chìm trong những sắc màu tỏa sáng và không gian thơ mộng sẵn có tại Đà Lạt là cảm giác lạ mà quen, quen mà lạ, rất đặc biệt, chị Trần Thu Hải, trú tại đường Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt chia sẻ. Với màu sắc rực rỡ, tươi sáng, nhiều người đánh giá mô hình rừng hoa làm sáng bừng Đà Lạt, thổi làn gió mới vào vùng đất vốn đã làm say mê lòng người bởi cảnh sắc tự nhiên rực rỡ, thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm. Sao mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGO. Rừng hoa ánh sáng rực rỡ sắc màu đang thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tại Đà Lạt. Mô hình độc đáo này tọa lạc bên Hồ Xuân Hương, góp phần tô điểm cho thành phố ngàn hoa thêm rạng rỡ. Du khách có thể chụp ảnh, check-in, tận hưởng âm nhạc và không gian thơ mộng của rừng hoa. Không chỉ thu hút du khách trong nước, rừng hoa còn tạo trend thu hút khách du lịch nước ngoài. Mô hình được đánh giá là điểm nhấn mới, góp phần thu hút du khách đến với Đà Lạt sớm hơn, nhiều hơn.